Chào mừng các em học sinh đã đến với series giải sách giáo khoa tiếng lớp 12 của anh Nguyễn Jim. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu phần Reading của Unit 7, Artificial Intelligence nhé. Trong bài tập số 1 này, thì nhiệm vụ của chúng ta đó chính là xem các bức tranh từ bức tranh A chuyển đến bức tranh D, và sau đó thì chúng ta sẽ cùng bàn luận với nhau xem là những bức tranh này đang miêu tả điều gì và ở những nơi như thế nào thì chúng ta có thể nhìn thấy những thiết bị được miêu tả ở trong những bức tranh này, đúng không nào? Các con lưu ý rằng là cách cảm nhận của chúng ta về những bức tranh này thì có thể khác nhau, vậy cho nên những đáp án mà cô đưa ra ở đây đều là những đáp án mang tính chất tham khảo. Và các con hoàn toàn có thể miêu tả những bức tranh này theo một cách khác, miễn sao đúng với ý hiểu của các con nhé. Còn ở đây, đối với bức tranh A thì cô thấy rằng bức tranh này đang miêu tả hình ảnh ứng dụng nhận diện giọng nói, đúng không nào? Vậy nên cô sẽ miêu tả bức tranh này như sau: A voice recognition application which can be seen in smartphones, tablets and other electronic devices. Ứng dụng nhận diện giọng nói có thể được thấy trong các điện thoại thông minh này, máy tính bảng này và các thiết bị điện tử khác. Tương tự như vậy, ở bức tranh B thì cô thấy rằng là bức tranh này đang miêu tả ứng dụng GPS, hay còn gọi là ứng dụng định vị, đúng không nào? Vậy nên cô sẽ miêu tả bức tranh này như sau: A device using the GPS Global Positioning System, a space-based navigation system that provides location information in all weather conditions, anywhere on or near the Earth, and can be seen in advanced means of transport. Một hệ thống định vị được đặt trên không trung, cung cấp thông tin vị trí trong mọi điều kiện thời tiết, bất cứ nơi nào trên trái đất hoặc là gần trái đất, và có thể được nhìn thấy trên các phương tiện vận tải tiên tiến. Còn ở bức tranh C này thì chúng ta nhìn thấy hình ảnh một con robot ở trong bệnh viện, đúng không nào? Thì chúng ta có thể dễ dàng hình dung ra rằng là bức tranh này đang miêu tả một con robot đặc trưng ở trong các bệnh viện. Và dĩ nhiên thì những con robot này chỉ có thể được nhìn thấy ở những bệnh viện mà tương đối là phát triển về mặt công nghệ, đúng không nào? Thì ở đây bức tranh C này cô có thể miêu tả bằng cách là A medical robot which can be seen in technologically advanced hospitals. Ở trong bức tranh D thì có một điều đặc biệt là các con có thể nhìn ra những thiết bị rất khác nhau. Thế nhưng mà đối với cô thì cô thấy rằng là thiết bị mà đang được miêu tả ở trong bức tranh này đó chính là một robot xử lý bom tự động được dùng trong quân đội. An automated bomb disposal robot which is used by the military. Và vừa rồi là phần khởi động trước khi chúng ta bắt đầu vào bài đọc chính của chúng ta. Còn bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang bài tập số 2 nhé. Ở trong bài tập số 2 này thì nhiệm vụ của chúng ta đó chính là đọc đoạn văn bản về những ứng dụng của AI, là những ứng dụng của Artificial Intelligence, trí thông minh nhân tạo, và sau đó thì chúng ta sẽ chọn ra những đáp án đúng từ các đáp án cho sẵn A, B, C, D, đúng không nào? Và có một điều đặc biệt ở đây là trong một câu thì chúng ta có thể chọn nhiều hơn là một đáp án đúng. Bây giờ thì cô và các con sẽ cùng nhau đọc đoạn văn bản này, và trong khi đọc thì cô cũng sẽ dịch song song đoạn văn bản này luôn để chúng ta có thể nắm được trọn ý của bài đọc luôn nhé. Many industries today use highly automated vehicles that can drive with almost no human intervention. Nhiều ngành công nghiệp ngày nay thì sử dụng các phương tiện tự động hóa cao, có thể lái xe mà hầu như không có sự can thiệp của con người. Chúng ta có highly automated là được tự động hóa cao này, và human intervention chính là sự can thiệp của con người nhé. Smart robots have replaced humans in stressful and dangerous jobs, and in assembly lines doing tasks such as packing and lifting heavy things. Robot thông minh thì đã thay thế con người trong những công việc căng thẳng này và nguy hiểm. Và trong dây chuyền lắp ráp thì những con robot này làm những nhiệm vụ như là đóng gói này hay là nâng những thứ nặng. In science and medicine, AI techniques help medical doctors to discover subtle interactions between medications that put patients at risk because of their serious side effects. Trong khoa học và y khoa thì kỹ thuật AI có thể giúp cho các bác sĩ khám phá ra hay là tìm ra được cái sự tương tác nhỏ giữa các loại thuốc mà có thể khiến cho bệnh nhân gặp nguy hiểm bởi những tác dụng phụ rất nguy hiểm của những loại thuốc này. Không biết các con có nhớ cụm từ side effects có nghĩa là tác dụng phụ không nhỉ? Chúng mình cùng tiếp tục nhé! Patients at highest risk of complications are also detected based on these techniques. Những bệnh nhân mà có nguy cơ cao nhất của biến chứng cũng sẽ được phát hiện dựa trên những kỹ thuật này.
In navigation, devices using GPS, Global Positioning System, help drivers or pilots to find the best routes to their destination by avoiding obstacles, traffic jams, and accidents. Trong điều hướng thì các thiết bị sử dụng GPS giúp những người lái xe hoặc là phi công tìm ra những tuyến đường tốt nhất đến điểm đến bằng cách tránh những trở ngại này, ùn tắc giao thông và những địa điểm xảy ra tai nạn. In military, AI robots are used to explore dangerous environments containing explosives or contaminated by nuclear weapons. Trong quân đội thì robot AI được dùng để thăm dò các môi trường nguy hiểm mà có chứa các chất nổ hoặc là bị ô nhiễm bởi vũ khí hạt nhân. In communication, the voice recognition systems in smartphones or other electronic devices can identify our speech and are getting better at understanding our intentions. Trong giao tiếp thì các hệ thống nhận diện giọng nói trong điện thoại thông minh hay là trong các thiết bị điện tử khác thì thứ nhất là có thể xác định được lời nói của chúng ta này và thứ hai là có thể hiểu rõ hơn về những hàm ý của chúng ta nữa. AI algorithms can also help to detect faces and other features in photos sent to social networking sites and automatically organize them. Các thuật toán AI cũng có thể giúp phát hiện khuôn mặt và các tính năng khác trong các bức ảnh được gửi tới các trang web mạng xã hội và tự động sắp xếp chúng. Internet search engines such as Google and Bing provide hundreds of millions of people with search results related to weather, traffic predictions, book recommendations, educational institutions, music, films, and games. Các công cụ tìm kiếm Internet như Google và Bing cung cấp cho hàng trăm triệu người các kết quả tìm kiếm liên quan đến thời tiết, dự đoán giao thông, đề xuất sách, các cơ sở giáo dục, âm nhạc, phim ảnh và trò chơi. AI applications on the Internet can translate web pages in real time and even help users to learn new languages. AI ở trên Internet thì có thể dịch các trang web trong thời gian nhanh chóng và thậm chí còn giúp cho người dùng học thêm các ngôn ngữ mới. Many AI experts believe that AI technology will soon make even greater advances in many other areas. Nhiều chuyên gia AI thì tin rằng công nghệ AI sẽ sớm đạt được nhiều tiến bộ hơn ở nhiều các lĩnh vực khác. Modern robots will be more intelligent and replace humans in many dangerous jobs and environments. Các robot hiện đại thì sẽ thông minh hơn và thay thế con người trong nhiều công việc và môi trường nguy hiểm. This will certainly improve our lives in the near future. Điều này chắc chắn sẽ cải thiện cuộc sống của chúng ta ở trong tương lai gần. Alright, vậy là chúng mình đã vừa cùng nhau đọc và dịch đoạn văn bản của chúng mình rồi đúng không nào? Bây giờ thì các con đã hoàn toàn sẵn sàng để có thể trả lời các câu hỏi sắp tới rồi phải không? Chúng mình cùng bắt tay vào làm bài tập số 2 luôn nhé! Chúng mình cùng bắt đầu với câu hỏi đầu tiên nhé! What types of AI technology can be seen in today's industries? Những loại công nghệ AI nào có thể được nhìn thấy ở trong các ngành công nghiệp ngày nay? Chúng ta có 4 đáp án là A. Human-like robots, những robot mà trông giống người này. B. Automated cars, những dòng xe được tự động hóa này. Machines controlled by humanoids, máy móc được điều khiển bởi hình người này. Packing and lifting machines, những máy móc đóng gói và nâng chuyển hàng hóa. Chúng ta thấy thông tin để trả lời cho câu hỏi số 1 này nằm ở ngay trong đoạn đầu tiên của chúng ta đúng không nào? Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp những cụm từ như là automated vehicles, là các phương tiện được tự động hóa trong câu Many industries today use highly automated vehicles that can drive with almost no human intervention. Nhiều ngành công nghiệp ngày nay thì sử dụng các phương tiện được tự động hóa cao này có thể di chuyển mà gần như không cần đến sự can thiệp của con người. Thì điều này rất rõ ràng đang thể hiện cho chúng ta rằng là công nghệ AI thì sẽ được sử dụng trong các chiếc xe được tự động hóa sẽ có đáp án B đúng không nào? Ngoài ra thì chúng ta còn nhận ra rằng các robot thông minh thì đã thay thế con người trong các công việc căng thẳng và nguy hiểm và trong các dây chuyển lắp ráp in assembly lines, thực hiện những nhiệm vụ như là đóng gói này hay là nâng hàng nặng, packing and lifting heavy things. Thì ở đây chúng ta thấy rõ ràng là công nghệ AI thì đã được áp dụng trong những máy móc dùng để đóng gói và nâng chuyển hàng hóa đúng không nào? Chúng ta có một đáp án tiếp theo đó chính là đáp án D.
Tổng kết lại thì trong câu 1 chúng ta sẽ có hai đáp án đúng là đáp án B và đáp án D các con nhé. Câu số 2. Which of these AI applications in medicine is mentioned in the text? Những ứng dụng nào của AI trong lĩnh vực y tế thì đã được nhắc đến trong đoạn văn bản? Operating on patients at highest risk of complications. Sự phẫu thuật ở trên các bệnh nhân mà có nguy cơ để lại biến chứng cao nhất này. Hay là helping to treat unhealthy organs, giúp đỡ trong việc điều trị các cơ quan không khỏe mạnh này. Hay là finding out about serious side effects of some medications, tìm ra những tác dụng phụ nguy hiểm của một vài loại thuốc. Hay là discovering how medications interact within human body, khám phá ra cách mà những loại thuốc tương tác với nhau ở trong cơ thể người. Khi mà đọc câu số 2 thì chúng ta biết ngay là chúng ta sẽ cần tìm thông tin ở trong đoạn văn nói về ứng dụng của AI ở trong lĩnh vực medicine, y tế rồi đúng không nào? Và khi mà đọc đoạn văn này thì chúng ta đã thấy là chúng ta được nêu rõ rằng là trong khoa học và y học thì các trí tuệ nhân tạo giúp bác sĩ y khoa khám phá ra các tương tác nhỏ giữa các loại thuốc, subtle interactions between medications, dẫn đến nguy cơ cho bệnh nhân do tác dụng phụ nghiêm trọng của chúng, serious side effects. Khi mà đọc câu này thì chúng ta đã thấy ngay là chúng ta sẽ có hai ý đúng. Ý đúng đầu tiên của chúng ta đó chính là sự tương tác nhỏ giữa các loại thuốc ở trong cơ thể người thì đó chính là đáp án D. Và ý thứ hai của chúng ta đó chính là những sự tương tác nhỏ này thì có thể dẫn đến những tác dụng phụ nghiêm trọng của các loại thuốc này đúng không nào? Vậy nên chúng ta lại có một đáp án đúng nữa là đáp án C. Tổng kết lại thì chúng ta có đáp án C và đáp án D là hai đáp án đúng cho câu số 2 này nhé. Chúng mình cùng chuyển sang câu số 3 thôi. How can the GPS help you? GPS thì có thể giúp chúng ta bằng cách nào? A. Recommend your destination. Đề xuất cho chúng ta địa điểm mà chúng ta cần đến này, hay là show you the fastest way to your destination. Đưa ra cho chúng ta cái tuyến đường nhanh nhất mà chúng ta có thể đến địa điểm chúng ta cần đến. Hay là show you how to get out of traffic jams. Chỉ cho chúng ta cách mà chúng ta có thể tránh ra khỏi cái sự tắc đường này. Hay là drive the car automatically. Lái xe một cách tự động này. Chúng ta sẽ cần tìm thông tin của câu số 3 này ở trong đoạn nói về ứng dụng của AI trong GPS, hệ thống định vị toàn cầu đúng không nào? Thì chúng ta đã thấy rằng là trong điều hướng ý, thì các thiết bị sử dụng GPS sẽ giúp tài xế hoặc là phi công tìm ra các cái tuyến đường tốt nhất. Chúng mình có find the best routes thì chúng mình có thể hiểu rằng là đây chính là các fastest way, là những cái tuyến đường mà có thể giúp chúng ta đến những cái địa điểm mà chúng ta cần đến một cách nhanh nhất đúng không nào? Đầu tiên chúng ta có đáp án B là đáp án đúng ở đây này. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến nó bằng cách nào? Chúng ta sẽ đến những địa điểm này một cách nhanh nhất bằng cách là chúng ta vượt qua những chướng ngại vật này, chúng ta vượt qua sự tắc đường này. Và chúng ta thấy rằng là avoiding traffic jams thì nghĩa của nó sẽ tương đương với lại là get out of traffic jams đúng không nào? Vậy nên đáp án đúng thứ hai của chúng ta sẽ là đáp án C. Tổng kết lại trong câu 3 chúng ta sẽ có hai đáp án đúng, đó chính là đáp án B và đáp án C. Các con lưu ý nhé. Câu số 4. What is the function of voice recognition? Tác dụng của nhận diện giọng nói là gì? Đáp án A. Identifying human voices. Nhận diện ra giọng nói của con người này. Đáp án B. Copying human commands. Sao chép những mệnh lệnh của con người này. Hay là đáp án C. Recording human voices. Thu âm lại giọng nói của con người. Hay là cuối cùng, translating human commands. Dịch lại những mệnh lệnh của con người. Chúng ta có thiết bị nhận diện giọng nói. Ở trong đoạn văn này thì chỉ được định nghĩa rằng là các thiết bị này thì có thể xác định được giọng nói của chúng ta, identifying human voices, và ngày càng tốt hơn trong việc hiểu ý định của chúng ta thôi đúng không nào? Vậy nên, tác dụng của thiết bị nhận diện giọng nói chỉ có hai thôi. Cái thứ nhất đó chính là nhận diện ra giọng nói của chúng ta này, và cái thứ hai là ngày càng thông minh hơn trong việc hiểu được ý định của chúng ta là gì. Vậy nên, đáp án của chúng ta trong câu số 4 này chỉ có đáp án đúng là đáp án A thôi các con nhé. Chúng mình cùng chuyển sang câu số 5 thôi. Câu số 5. How can internet users understand foreign language texts? Những người dùng internet thì có thể hiểu những đoạn văn bản tiếng nước ngoài như thế nào? Chúng ta có các đáp án ở đây là đáp án A. They can learn the language on the internet. Họ có thể học ngôn ngữ đó ở trên mạng. Hay là đáp án B. They can guess the meaning using search engines. Họ có thể đoán nghĩa bằng cách là dùng các công cụ tìm kiếm. Hay là đáp án C. They can get information about them on the internet. Họ có thể tìm kiếm thêm thông tin ở trên Internet này. Hay là đáp án D. They can use a translating application.
họ có thể sử dụng một ứng dụng dịch thuật. Ở trong đoạn văn nói về ứng dụng của AI, đối với Internet thì chúng ta thấy rằng là các ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên Internet thì có thể dịch trang web trong thời gian thực này bằng cách là những trang web này có translating application, là có ứng dụng để dịch này. Vậy nên chúng ta có đáp án D là đáp án đúng đầu tiên của chúng ta rồi này. Và ngoài ra thì trên Internet thậm chí chúng ta còn có thể học những ngôn ngữ mới nữa. Learn the language on the Internet. Chúng ta lại có đáp án A là đáp án đúng này. Thì tổng kết lại, chúng ta sẽ có những đáp án đúng trong câu số 5 này là đáp án A và đáp án D, đúng không nào? Alright, bây giờ chúng mình cùng chuyển sang câu cuối cùng của chúng ta, câu số 6 nhé. What will AI robots in the near future be capable of having, according to many AI experts? Những robot AI ở trong tương lai gần thì sẽ có khả năng có điều gì theo như rất là nhiều những chuyên gia về AI, về trí tuệ nhân tạo? Đầu tiên đáp án A, human-like emotions, cảm xúc giống như con người. Đáp án B, healthy lifestyles, lối sống lành mạnh. Hay là C, dangerous behavior, những hành vi nguy hiểm. Hay là cuối cùng là higher levels of intelligence, mức độ thông minh cao hơn hay là trở nên thông minh hơn. Thì chúng ta thấy rằng là chúng ta được đề cập đến quan điểm của rất nhiều chuyên gia về trí tuệ nhân tạo, và họ dự đoán rằng là công nghệ này thì sẽ tiến xa hơn trong rất nhiều các lĩnh vực khác nhau. Và cụ thể thì các robot hiện đại sẽ trở nên thông minh hơn. Và điều này thì chúng ta có thể thể hiện qua đáp án D là higher levels of intelligence, đúng không nào? Cùng với đó thì những robot này có thể thay thế con người trong các công việc và môi trường nguy hiểm. Vậy nên trong câu 6 này, đáp án đúng của chúng ta chỉ có đáp án D thôi nhé. Vậy là chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 2 rồi. Bây giờ cô và các con cùng nhau chuyển sang bài tập số 3 nhé. Ở trong bài tập số 3 này thì nhiệm vụ của chúng ta rất đơn giản thôi. Đó chính là chúng mình sẽ hình thành dạng danh từ của những động từ từ 1 đến 6 mà chúng ta được cho sẵn ở đây, đúng không nhở? Những danh từ này thì đều là những danh từ mà chúng mình đã có cơ hội tiếp xúc khi mà chúng mình học về chủ đề trí thông minh nhân tạo rồi. Vậy nên bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau tiến hành làm bài này luôn nhé. Đầu tiên, chúng ta có động từ apply là ứng dụng này. Vậy thì danh từ của động từ apply của chúng ta chính là application, đúng không nào? Tương tự như vậy, động từ số 2 của chúng ta, intervene, có nghĩa là can thiệp này. Thì các con có thể nhớ đến cụm từ mà chúng ta sử dụng trong cấu trúc là những chiếc xe có thể tự động lái mà không cần đến sự can thiệp của con người. Thì sự can thiệp ở đây, danh từ của chúng ta sẽ là intervention, các con nhé. Động từ số 3 của chúng ta, interact, là tương tác này. Vậy thì danh từ của từ interact chính là sự tương tác, đúng không nào? Interaction. Ok, tiếp theo chúng ta có động từ navigate. Cái này đã rất quen thuộc rồi. Và dạng danh từ của navigate của chúng ta chính là navigation, đúng không nào? Tiếp theo chúng ta có động từ vô cùng quen thuộc, predict. Chắc hẳn các con đều biết rằng dạng danh từ của động từ này của chúng ta sẽ là prediction, đúng không nào? Và cuối cùng, recognize là nhận diện, nhận biết này. Thì chúng ta đã rất quen thuộc với cụm từ là voice recognition, là nhận diện giọng nói rồi. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ đưa về dạng danh từ của động từ recognize là recognition, đúng không nào? Tổng hợp lại thì chúng ta có bảng sau đây. Chúng ta có dạng danh từ của những động từ này sẽ lần lượt là application, intervention, interaction, navigation, prediction and recognition. Ngoài ra thì các con còn một nhiệm vụ nữa ở đây, đó chính là đặt câu về những danh từ mà chúng mình vừa hình thành nên ở đây. Cô sẽ có một vài gợi ý về cách đặt câu mà các con có thể tham khảo và sau đó tự viết nên câu của mình nhé. Ví dụ như đối với danh từ application thì cô sẽ có thể đặt câu là A quickly growing application is in digital identification cards. Một ứng dụng đang ngày càng phát triển rất nhanh đó là ứng dụng được dùng trong các thẻ chứng minh nhân dân kỹ thuật số. Hay là đối với danh từ intervention thì cô có câu là The teacher's timely intervention helped the struggling student catch up with the rest of the class. Tình huống can thiệp đúng lúc của giáo viên đã giúp cho học sinh khó khăn bắt kịp phần còn lại của lớp. Đối với danh từ interaction thì cô có cách đặt câu sau. The success of the project was attributed to the seamless interaction between the design and development teams. Sự thành công của dự án thì là do sự tương tác liên mạch giữa nhóm thiết kế và nhóm phát triển sản phẩm. Đối với danh từ navigation thì cô sẽ áp dụng luôn vào cách mà chúng ta có thể định nghĩa GPS, hệ thống định vị toàn cầu. The GPS system provides accurate navigation instructions
to help drivers reach their destinations. Hệ thống GPS cung cấp hướng dẫn, điều hướng chính xác để giúp cho tài xế đến được đích đến của họ. Đối với danh từ prediction thì cô có câu sau. The meteorologist's prediction of heavy rainfall proved to be accurate as the storm hit the region. Dự đoán của nhà khí tượng về mưa lớn đã được chứng minh là chính xác khi mà cơn bão đổ bộ vào khu vực. Và cuối cùng, đối với danh từ recognition là sự nhận diện thì cô có thể đặt danh từ này vào trong câu như sau. The facial recognition software allowed users to unlock their smartphones with just a glance. Phần mềm nhận diện khuôn mặt thì cho phép người dùng mở khóa điện thoại thông minh chỉ bằng một cái nhìn mà thôi. Đơn giản phải không nào? Bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau chuyển đến bài tập cuối cùng của chúng mình ngày hôm nay, bài tập số 4 nhé. Ở trong bài tập này thì các con sẽ cần suy nghĩ lại một chút và cố gắng nhớ xem là những con robot nào mà mình đã nhìn thấy này và mình có thể kể tên được chúng không? Và sau đó thì các con hãy chia sẻ với những người bạn của mình nơi mà các con đã nhìn thấy những con robot ấy và chức năng của những con robot ấy là gì nhé. Còn ở đây, cô sẽ đưa ra cho các con một phần chia sẻ tham khảo về một số những con robot mà cô đã từng nhìn thấy nhé. I have come across several robots with diverse functions. Tôi đã gặp nhiều loại robot với các chức năng đa dạng. Chúng ta có phrasal verb come across có nghĩa là gặp hay là tình cờ gặp nhé. In manufacturing plants, I observed industrial robots that skillfully assembled products, enhancing efficiency. Tại các nhà máy sản xuất thì tôi đã quan sát các robot công nghiệp tỉ mỉ lắp ráp sản phẩm và từ đó thì tăng cường được hiệu suất. At a local hospital, surgical robots aided surgeons during delicate procedures, ensuring high precision. Tại một bệnh viện địa phương thì các robot phẫu thuật đã hỗ trợ các bác sĩ trong quá trình phẫu thuật tỉ mỉ, cẩn thận, đảm bảo độ chính xác cao. In households, the Roomba robot was seen vacuuming floors autonomously. Trong các hộ gia đình thì tôi nhìn thấy robot Roomba tự động hút sàn nhà. Chúng ta có autonomously có nghĩa là một cách tự động các con nhé. Online, I encountered AI-powered chatbots on websites assisting customers with inquiries. Ở trên các nền tảng trực tuyến, tôi gặp các chatbot trí tuệ nhân tạo hay chatbot chúng ta có thể hiểu là các hệ thống trả lời tự động đúng không nào? Trên các trang web hỗ trợ khách hàng trả lời các câu hỏi. At university events, social robots like Pepper engaged attendees by providing information and entertainment. Tại các sự kiện của các trường đại học thì các robot xã hội như là Pepper thì sẽ tương tác với người tham dự bằng cách là cung cấp cho họ những thông tin cũng như là các phương tiện giải trí. These robots found in industries, homes and even public spaces exemplify the expanding role of technology in simplifying tasks, improving precision and enhancing human experiences. Những robot này xuất hiện trong các ngành công nghiệp này, trong gia đình và thậm chí là cả trong những không gian công cộng thì là một ví dụ cho vai trò ngày càng mở rộng của công nghệ trong việc đơn giản hóa các nhiệm vụ, các công việc này, cải thiện độ chính xác và nâng cao trải nghiệm của con người. Và đó là những loại robot mà cô đã từng bắt gặp và chúng đều có những mục đích sử dụng rất khác nhau. Vậy thì các con thì sao? Các con đã từng gặp những loại robot nào? Các con hãy cùng kể tên những con robot ấy nếu như các con nhớ và chia sẻ với những người bạn của mình về trải nghiệm được tiếp xúc với những robot ấy của các con nhé. Vậy là trong bài học này, chúng ta đã cùng nhau đọc về những ứng dụng của trí tuệ nhân tạo này, của robot thông minh trong rất nhiều những lĩnh vực khác nhau của đời sống đúng không nào? Bài học của chúng ta ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Đừng quên subscribe và bấm nút chuông để không bỏ lỡ các bài giải sách giáo khoa tiếng Anh sau này của anh Ngữ Jim nhé. See you soon!